biểu coi. Ra đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị nói lẹ. Có mẹ không sao? Có chuyện gì từ từ bình tĩnh nói. Từ đến đi, đến đi. Kêu bà Hai Thương ở đây nói chuyện coi. Thì có chuyện gì em là em bà Hai Thương, em giải quyết cho. Bay nói đó nha, bay nói đó nha. Nè, coi nè. Thôi thôi được rồi, để tôi tự coi. Trời ơi con ơi, mới bị lớn đi học sao mà ai quýnh con vậy? Kêu con Hận ở đây. Kêu ai? Con Hận. Bắt gì kêu nó chị? Nó quánh con tao. Nó quánh con tao. Rồi khoan xí, cái này là không có thẩm quyền giải quyết của em à. Chị bình tĩnh đứng đây, em kêu bà chị Hai giải sao quyết. Sao bình tĩnh được? Cái này em không giải quyết được. Chị Hai ơi, chết rồi. Thôi. Chết rồi, chị Hai ơi. Nguy rồi. Cái gì mà làm sùm vậy? Ra giải quyết. Sao hết, sao hết. Nó quánh mình sao mình phải mét má nó y chang. Ủa? Nha. Nắm lẻ gì vậy? Đây nè, bà coi nè. Đây coi nè. Con bà nó quánh con tôi ra nông nổi vậy nè. Làm như con tôi là con không đẻ vậy đó. Bà nói cái gì vậy? Con Hận nó đánh con Tí hả? Chứ gì nữa, không lẽ tôi đánh con tôi qua tôi mét bà làm gì? Sao vậy được? Thôi chắc là hiểu lầm cái gì á. Bây giờ nói cho má với bà Hai Thương nghe. Tại sao nó đánh con? Dạ, con... Tụi bay là đứa con quen. Con Hận thì không có bà. Còn hai tụi bay thì không có má. Ai cho tụi bay nói vậy? Thôi! Trời đất ơi! Đó thấy chưa, bà nghe bà còn bức xúc mà đúng không? Tôi nói thiệt với bà nha, đó là con Hận nha, chứ nếu là tôi á, tôi quýnh cho nằm bẹp dưới đất luôn. Cái gì? Trời ơi là trời. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời. Nghĩ sao mà con ba đánh con, tôi muốn lòi chồng con mắt mà bây giờ ba nói là con muốn đánh chèm bẹp luôn. Trời ơi. Tôi nói vậy không phải hay sao? Ủa mà mắc cười ha. Bây giờ con tôi nó chửi đâu có sai đâu. Thí dụ như con bà là không có cha thì nó nói không có cha, còn hai đứa kia không có mẹ thì nó nói không có mẹ. Đây bà bắp. Gì? Nãy cháu tôi quýnh con bà là tôi nói sai là tôi nhịn nghe. Mà con cháu nhà tôi mà không cha không mẹ là kể tía đó. Bắt gì năng hết của cha nhà bà sao bà qua mà kiếm chuyện. Đúng rồi. Bắt chứng mặt kiếm chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi ăn ghê người bao. Bớt người ta. Chị em nó quánh tôi. Nè, từ bây giờ trở đi là chừa cái tội như vậy đi nghe chưa. Chuyện nhà người ta kể người ta đi. Quỷ mày dám ăn cắp tiền của chị hả? Mày dám ăn cắp vàng của chị hả? Trời ơi, nó không có lấy mà. Thằng quỷ, đứng lại coi. Chị làm cái gì vậy? Coi. Thằng em quỷ, em không có lấy trả mà. Vàng cho chị, trả vàng cho chị. Vàng của chị ngoài cầu cá đó, chị ra chị lấy đi. Chị nói cái gì vậy? Hả? Ăn cắp vàng của chị mày bây giờ còn dám mà nói chị vậy hả? Em đã nói là em không có lấy rồi mà thiệt cái chị á. Nè, trong nhà chỉ có hai chị em thôi. Vàng của chị chắc chắn là mày lấy rồi. Không có lấy mà. Trời ơi, ông mày dám không có lấy nữa hả? Thì ai lấy? Ai lấy? Chị làm cái gì chị đi ngoài đó. Nói được ai lấy đi. Mày nói được ai lấy đi thì chị sẽ tin mày. Đã không lấy làm sao biết ai lấy? Bây giờ chạy nữa phải không? Đứng lại coi. Ngu chạy. Gì đứng? Mày chết mày. Chết mày nè. Trời ơi. Bà Tám. Ô là trời. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, chị giết say rồi. Sầm. Chị phóng một cái lũng sọ đảo bả rồi kìa. Hết hay được. Trời ơi. Trời đất ơi. Hai chị em mày diễn tuồng hay quá ha. Trời ơi đâu ra vậy? Ta phi cái chổi nó cắm xuống dưới đất. Bà đâu bà lụm bà cắm lên trên đầu bà vậy? Trời đất ơi. Nó cắm dưới đất thế nào nó cắm trên cái đầu tôi này bà nội. Mày có nhìn thấy không? Hả? Cắm muốn lọt não người ta ra ngoài mà chịu nói gì đâu. Trời ơi. Chết rồi. Ui một cục. Ui một cục luôn hả? Ôi bà chấn thương sọ não là chị mang tội đó. Bà mặt thần kinh thiệu, chết thiệu, chị đó. Thiệu. Chấn thương sọ não hả? Chết rồi. Trời ơi, tôi xẻo mà cũng không yên với bà nữa hả? Trời ơi. Ở đâu ra mà bà cứ vàng trước mặt tôi vậy? Sao tôi đang xỉu mà? Trời ơi, bây giờ bà bình tĩnh, bà nói cho tôi nghe coi có chuyện gì? Cái thằng em của tôi, nó ăn cắp vàng của tôi. Thằng em của bà? Ờ. Nó ăn cắp vàng của bà hả? Ủa mày tài trời. Tại sao mày ăn cắp vàng của chị Hai? Không có ăn cắp. Chị bị gật đầu liễu luôn à. Không có lấy vàng của hả? Không có, sao bà nói kìa. Ăn cắp bao nhiêu? Một ký. Cái gì? Vàng mà làm như trái cây vậy, lấy một ký. Ờ, một ký vàng. Lộn. Một chỉ. Bà có biết là tôi dành dụm bao nhiêu tháng tôi mới mua được một chỉ vàng không? Vậy mà nỡ lòng nào nó lấy của tôi đó. Trời, tôi coi cái thằng quỷ này mày lấy vàng của chị Hai mày trả lại đi.
bà đó bà cũng lanh lắm, mà đậu vô cái bà hùa theo bà, bà nói tôi lấy vàng. Thì chị hai nói thì không có sao chị nói. Bây giờ mày nói mày không lấy đúng không? Vậy mày dám thề không? Tôi thề, tôi mà lấy vàng của chị cho trời đánh tôi chết đi. Trời ơi, à, đang nắng tối chàng chịu xét đâu đánh cái đùng gì trời. Trời phạt mày đó. Bây giờ mày đứng im. Mày chết. Gì vậy? Bây giờ bà Vinh nó hả? Không có Vinh, bà cũng Quýnh thôi đúng không? Đúng. Là phải nói tôi tránh ra cho bà Quýnh chứ. Rồi, tránh ra đi. Thằng quỷ sứ, đứng lại. Đứng lại trả vàng cho chị. Rồi. Có khi nào thì để án mạng xảy ra không trời? Anh cứ ngồi im, coi như là không có chuyện gì nha. Đừng có lắc 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 lỗ hết. Biết được tụi nội nhân viên thì chứ. Anh thủi. Chết. Đi em, còn lâu gặp thằng nhân viên thì chứ. Chết. Chết ngồi. Ủa, buông ra đi nhậu quá chứ. Ngồi im cho em ngủ xíu đi. Buông ra đi nhậu quá chứ, ai vậy trời. Chị, giúp. Thương người giúp em. Dạ chào cô. Hả? Anh mới hỏi cái gì vậy? Cô cho tôi hỏi, cô có phải người ở đây không? Dạ, tôi ở đây. À, dạ. Vậy mạn phép được hỏi cô tên gì á? Thương. Hai Thương. Cô Hai Thương hả? Cô Hai Thương ơi, cô cho tôi hỏi là cô có biết ở đây có nhà trọ nào cho thuê không cô? Trời ơi, ở đây là quê mà, làm gì có nhà trọ, đâu có ai tới đây đâu. Ủa, anh cần thuê trọ hả? Ừ, tại tôi làm công trình ở đây cũng ở một thời gian á. Ờ, tôi có nhỏ bạn, nó tên là Tám, nó có một căn nhà trống không có ai ở trơn á. Không hay anh qua bển anh hỏi nó coi nó có cho anh thuê không. Nó tên là Tám Tịnh Tâm á. Ai có Tám Tịnh Tâm đó? Nó xuất hiện đó. Ai đó? Ôi trời ơi. Nè, làm ơn đi mở cái mắt ra giùm cái. Tại vì bà hiểu không, tôi nghe ai mà hét cái tên con cái là tôi mất phương hướng liền nè. Nè, nhìn qua bên đây đi, có người kiếm bà đó. Thật sự đáng có sao mà. Tôi xuống rồi. Ở đâu em à? Đẹp quá dọ. Tôi là Trọng Nghĩa, từ thị xã xuống đây làm công trình. Trọng Nghĩa? Trời ơi, tên đẹp quá trời quá đất luôn nghĩa. Ừ, nghe nói là chị Tám có nhà cho thuê đúng không? À, dạ đúng rồi. À, thì tôi cũng định thuê nhà trọ đó. Định thuê nhà trọ hả? Định thuê nhà trọ thì phải thuê nhà Tám nha. Nha. Vậy bây giờ anh đi theo Tám về coi nhà nha. Nha. Đi nha. Đi. Tôi chào cô Hai Thương nha. Dạ, chào anh Nghĩa. Ồ, vô đây là bảo đảm thế nào bảo cũng không biết. Ôi, nghỉ ngơi một cái coi mệt quá trời mệt luôn. Tám. Ở cái khu này không có nhà ai mà mặc nhà Tám hết trơn á. Nhà này hả Tám? Dạ đúng rồi, như đây
Sao thế sao anh? Thấy cũng nhỏ gọn xinh xắn á Tám. Trời ơi, còn gì nữa. Cái nhà này á, mặc dù không ai ở, nhưng mà mỗi tuần á, là Tám tới đây là dọn dẹp đâu ra đó, ngăn nắp sạch sẽ. Tám chủ đáo mà. Ủa, ai ở trong hả Tám? Sao nhà tôi đâu có người đâu mà có tiếng động ta. Có khi nào ăn trộm không? Anh đứng đây. Thấp. Tôi là đàn ông, Tám để tôi cho. Ui da, ơi, chị đi vậy. Người quen. Ủa, người quen của Tám hả? Ờ, người quen. Đây là Út Nhớ, là em của Hai Thương á. Ai mày? Bẻ tay đâu cũng chết à. Tôi không biết, tôi xin lỗi anh nha. Không chấp nhận. Ê, tự nhiên mày ăn nói gì cọc lóc gì người ta vậy? Có quen biết gì đâu, phải lịch sự. Ủa, thằng này, cái bản tính nó không bao giờ nó đổi hết thôi. Kệ người ta. Biết hay đây không? Không cần quan tâm. Đây là anh Nghĩa, người ta là kỹ sư trên thị xã. Xuống đây là để xây bầu đắp giường cho xây cầu đắp đường. Dạ, em lộn rồi. Là xây cầu đắp đường là mai mốt mình có đường có cầu mới đi. Thì sao liên quan gì tới tôi? Ôi trời. Ê, đổ bà Hai Thương kìa. Ủa vậy? Bà Hai Thương tới kìa. Bà Hai Thương tới kìa. Nó chạy công giò nữa. Đâu có Ai Thương đâu. Trời ơi, phải xí gạt nó vậy để nó đi khỏi đây chứ. Nó ở đây mà họ nó ăn nói cọc lóc với anh nữa. Kỳ cục